Xin chào tất cả các bạn, tôi là Sếp Trần. Hiện nay tôi đang là CMO and Founder của CMATCOM. Hôm nay tôi có mặt trong chương trình của Unica để chia sẻ với các bạn về kỹ năng bán hàng face to face. Như các bạn cũng biết thì đây là một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng đối với một cái người làm trong ngành tiếp thị và bán hàng. Khi tham gia khóa học này thì điều đầu tiên các bạn sẽ có đó là các bạn sẽ có một cái góc nhìn rõ ràng hơn về cái ngành bán hàng hiện nay. Cái thứ hai là bạn sẽ biết cách để chuẩn hóa lại cái hình ảnh của người bán hàng, đặc biệt là hình ảnh của chính các bạn. Cái thứ ba nữa là bạn sẽ có một số cái kiến thức, một số cái trải nghiệm thực tế thông qua những cái case study chia sẻ mà tôi sẽ chia sẻ với bạn. Trong quá trình đó các bạn sẽ được nâng cao và rèn giũa những cái kỹ năng của mình ngày một tốt hơn. Các bạn hãy gõ vào unica.vn trên website. Chúc các bạn sẽ có một cái thời gian học tập và song hành cùng tôi trong chương trình này thật là tốt.